thông báo của New Diamond Club in Lounge, một vũ trường nhà hàng đẹp và ấm cúng nhất tại Houston cùng với nhiều món ăn độc đáo nhất hiện nay. New Diamond Club in Lounge bắt đầu mở cửa mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, đóng cửa ngày thứ tư. Mỗi ngày chúng tôi đều có happy hours từ 6 giờ đến 9 giờ tối, sau đó là chương trình karaoke với One Man Band. Đặc biệt ngày thứ hai và thứ ba, chúng tôi có happy hours với jazz discount đặc biệt cho cả ngày. Tối thứ năm, chúng tôi có lớp chạy khiêu vũ miễn phí cho vũ sư Xuân Thanh phụ trách. Diamond Club xin kính mời quý vị đến thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của đầu bếp chúng tôi. Chúng tôi có giá discount đặc biệt cho tiệc tất niên, sinh nhật hoặc anniversary. Chương trình đặc biệt cho mùa lễ Tạ ơn 2013. Thứ bảy ngày 23 tháng 11, đêm live show My Life với hai tiếng hát hot nhất hiện nay tại hải ngoại, Quang Dũng và Hồng Ngọc. Quý vị sẽ được thưởng thức tất cả những nhạc phẩm hay nhất của Hồng Ngọc và Quang Dũng. Hứa hẹn một đêm ca nhạc và vũ tuyệt vời, sống động và chỉ có duy nhất tại vũ trường New Diamond Club and Lounge. Giá vé mua trước 40 Mỹ Kim, tại cửa thêm 10 Mỹ Kim, VIP 50 Mỹ Kim. Hãy gọi ngay để đặt bàn và giữ chỗ với WinV 713-314-0735, TT 832-830-2510 hoặc Dũng 832-561-3805.